xài mỗi lần mà xài lên á nó khô cái gì. Ok, hello, welcome back mọi người. Chào mừng mọi người quay lại channel của mình. Thì dành cho những bạn nào mới xem video của mình lần đầu tiên á, thì mình là Sang và làm về beauty và đời sống. Hiện tại Sang có thành lập cái hội chia sẻ các kinh nghiệm về da, thì bạn nào thích thì có thể tham gia vào group này. Ok, thì video ngày hôm nay Sang sẽ nói về cách chống gầu cũng như là review về các em Selsun này. Thì ngoài ra review về các em Selsun này thì Sang sẽ làm hướng dẫn mọi người là làm sao để các bạn sử dụng các em này đạt được hiệu quả cao hơn, cũng như là các bạn làm gì sau bước mà các bạn điều trị gầu để có được cái làn da đầu mà kiểu như là tránh được cái tình trạng mà bị gầu. Các bạn nào mà cảm thấy thích cái video lần này thì các bạn nhớ like cũng như subscribe kênh YouTube của Sang nha. Thì ok, bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái thương hiệu của sản phẩm này trước. Thì đây là công ty được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Roto Việt Nam. Chắc chắn là các bạn sẽ nói là ui trời, thằng này dạo này sao nó hay review cái sản phẩm của Roto vậy mọi người? Có khi nào nó nhập quảng cáo của Roto hay không? Thì câu trả lời của video này luôn là không nha mọi người nha. Tại vì á, dạo gần đây á, Sang không có thể nào đi ra ngoài những shop mỹ phẩm sang mua những loại mỹ phẩm khác, mà chỉ có mua những loại mỹ phẩm ở siêu thị. Và tất cả các loại siêu phẩm ở siêu thị thì đa số là những cái loại sản phẩm của Roto nè, Thái Dương nè, Thoracao nè, nói chung là nó cũng rất là như vậy đó. Nhưng mà thì nói như vậy thì Sang chỉ mua được như vậy thôi mọi người. Nhưng mà may mắn thay thì Sang sử dụng các em này cũng khá là ổn, nên là Sang mới quyết định làm luôn cái video lần này. Sản phẩm này là sản phẩm dầu gội chống gầu. Là một khi ra sản phẩm mà dùng để chống cái gì đó hay điều trị một cái vấn đề gì đó đó, thì thường nó sẽ có một cái bảng thành phần để cho mình biết được cái thành phần đó có thể điều trị được cái vấn đề đó hay không. Thì chắc chắn luôn là đôi khi thì nó cũng hơi bị lệch lạc một xíu, nhưng mà chắc chắn là khi mà người ta đưa cái thành phần đó vô thì người ta đã có nghiên cứu về cái thành phần đó có thể điều trị được cái vấn đề đó. Thì đầu tiên trong các thành phần này để chống gầu trong các sản phẩm này luôn, thì nó chính là thành phần của 1% selenium sulfate. Và thành phần này sẽ giúp ngăn ngừa nấm da đầu cũng như là làm sạch tóc da đầu. Và thành phần này sẽ dành cho những người mà cho cả những người mà đang bị gầu nặng luôn. Thì sau khi Sang đọc cái thành phần này xong thì Sang có lên mạng nghiên cứu về cái thành phần này để điều trị da gầu á. Thì dầu gội có những thành phần này sẽ nằm ở mức độ là 1%, 2,25% hoặc là 2,5%. Thì trong đây 1% là một cái sản phẩm cũng khá là ổn áp. Nhưng mà sau khi Sang đọc xong thì Sang có đọc một vài khác, thì nó có kêu là dầu gội có những cái thành phần này có thể khiến cho tóc của mình rụng nhiều hơn và cũng như là khiến cái tóc của mình mỏng hơn. Khi mà mình đọc thì nó chắc chắn là nó cũng sẽ có, nhưng mà mọi người ơi, mình sử dụng cái sản phẩm này các bạn nên kiểu như giãn cách ra, mình sử dụng ít ra một xíu để tránh cái tình trạng như thế này nha mọi người ha. Thành phần tiếp theo mà được hãng đưa lên đó chính là thành phần Dimethicone với cái thành phần Datu. Thì hai cái thành phần này sẽ duy trì mái tóc khỏe, đẹp với lại mềm mại dễ chảy. Thì thật sự ra cái thành phần này có như tốt như là cái lời đồn này không á, thì thật ra thì theo cảm nhận riêng của Sang nha, Sang thấy nó hơi bị khô á mọi người, kiểu như nó rất là khô luôn. Trời ơi, xài mỗi lần mà xài lên á nó khô. Ví dụ như cái sản phẩm mà dầu gội mà Sang gọi lần trước để điều trị gầu không, để Sang giảm gầu nha mọi người, là Sang sử dụng cái sản phẩm có tinh chất bạc hà. Thì thường á, sản phẩm có tinh chất bạc hà nó sẽ rất là khô, nó khô đến mức độ là chỗ tóc của mình bị chẻ ngọn, bị đổi màu luôn mọi người. Nhưng mà cái sản phẩm lần này nha, kiểu như cái kia là nó ầm ở 10/10, thì cái sản phẩm này nó cũng là ở 5-6 rồi mọi người. Nên đã nói hai cái thành phần này vô á là để duy trì cho mái tóc khỏe đẹp hay mềm mại hay không dễ chảy, thì Sang cảm nhận là nó hơi bị ra. Thì Sang nghĩ là cái thành phần trong đây nó không có nhiều, nên nó khiến cho cái tóc của mình nó không phải là đạt như cái lời mà người ta quảng cáo, chứ không phải là nó không có như vậy nha mọi người nha. Nhưng mà Sang nghĩ là một số bạn á, sử dụng thì nó sẽ có kiểu như tác dụng, nhưng mà đối với Sang thì Sang cảm thấy là nó không có tác dụng gì hết trơn á. Tiếp theo thì Sang sẽ nói về hướng dẫn sử dụng của sản phẩm lần này. Thì theo như Sang nha, thì đối với Sang sẽ chia ra hai team. Ví dụ như một team là da đầu của bạn này là da đầu hơi khô một xíu, với cái thứ hai là da đầu của bạn này là da đầu hơi bị nhờn một xíu. Sản phẩm mà dầu dưỡng hoặc là cái da đầu của các bạn hơi bị bớt đó, nó thẳng là như vậy luôn á, bị bớt dơ á mọi người, thì các bạn nên sử dụng một cái loại dầu gội trước đó. Mà một loại dầu gội trước đó thì các bạn nên sử dụng các loại dầu gội nó có một số thành phần nhẹ nhẹ, cũng như là cái dầu gội trước đó chỉ làm sạch nhẹ để khi các bạn sử dụng cái sản phẩm lần này. Thì sau khi giống như Sang nè, thì bữa đó thì Sang có sử dụng qua một loại dầu dưỡng. Thật ra cái dầu này là dầu cố định tóc của mình, để giúp cho tóc của mình nó cố định á. Mọi người thì mình làm video mà thì mình phải cố định tóc đúng không, chứ chẳng lẽ định nó xù tại tóc quăng mà. Sang mới sử dụng thêm một cái loại dầu gội khác, là một cái loại dầu gội để tẩy rửa trước đó, để cho tóc của mình giống như da đầu của mình hơi sạch một xíu, để mình sử dụng qua em này. Thì lúc đầu Sang sử dụng em này á, thì em này nó có một cái màu khá là cam cam, và cái mùi em này cũng khá là dễ chịu. Em này nó không có thơm, nhưng mà nói về em này thì nó cũng không có hôi, nói chung là. Và cái em này lúc mà Sang tạo bọt trên tay á, thì Sang cảm thấy là cái em này nó ra bọt khá là ít, và Sang nghĩ là em này không có bọt, nhưng mà thực chất nó rất là sai lệch mọi người ơi. Khi mà Sang sử dụng lên tóc của mình, nó ra bọt rất là nhiều và nó ra bọt rất là ổn định luôn á.
Và cách sử dụng em này khi mà để điều trị gầu được cao hơn đó, thì cũng như hãng đưa ra thì các bạn nên sử dụng em này trong khoảng từ 2 tới 3 phút là các bạn sau khi massage lên á. Các bạn để nó từ 2 tới 3 phút để chất này nó hoạt động lên tóc của mình, nó giúp cho tóc của mình nó kiểu như sạch hơn, với da đầu của mình sạch hơn á. Chỉ với mọi người một cái tip là khi mà các bạn sử dụng dầu xả thì Sang hướng dẫn cho mọi người nha, khi mình sử dụng cái dầu gội này hoặc là mình sử dụng một cái dầu xả thì mình nên sử dụng một cái phần đầu tóc này hơn, để tránh cái trường hợp mà khi dầu xả nó dính vào phần chân tóc của mình nó rất là dễ khiến cho tóc của mình kiểu như là dễ là bị lên gầu với lại bên nấm da đầu á. Thì Sang nghĩ là các bạn nam thì ít ai sử dụng dầu xả lắm, thì Sang chỉ khuyến cáo với mọi bạn nào, bạn những bạn nữ á, các bạn muốn sử dụng dầu xả để cho tóc của mình mềm mượt sau cái bước đó thì các bạn nên tránh cái chân tóc của mình một xíu. Và sau khi mà các bạn gội đầu xong á thì các bạn lưu ý với mình là các bạn sẽ nên dùng một cái khăn, chúng ta sẽ lau cái phần chân tóc của mình cho thật khô, và chúng ta sẽ ngồi ở trước máy quạt hoặc là một cái chỗ gì đó nó mát mát á mọi người, để cho nó làm tóc của mình khô một cách tự nhiên hơn. Chúng ta không nên dùng máy sấy, tại vì máy sấy sẽ dễ khiến cho tóc của mình dễ bị khô hơn. Với cái thứ hai rằng nếu như các bạn không để tóc của mình khô á, tại vì sau khi mà các bạn gội xong á, các bạn để nó bị ẩm á thì rất là gây nên cái tình trạng mà mình bị nấm da đầu. Và khuyến cáo khi sử dụng cái sản phẩm này á, thì những bạn nào mà mình bị nấm da đầu nặng hoặc là mình bị gầu nặng á, thì các bạn ở sử dụng ở tuần đầu tiên á, các bạn nên sử dụng khoảng từ hai lần đi cho nó an toàn. Thì theo hãng khuyên như vậy thì các bạn nên sử dụng hai lần ở tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai nếu như các bạn cảm thấy là tóc của mình bắt đầu nó đã giảm gầu, với cái thứ hai là nó sẽ giảm đi cái phần nấm da đầu á, thì các bạn nên sang kẻ mình sử dụng một tuần một lần thôi. Và Sang nhớ không lầm, Sang mua cái hộp này khoảng 24.000 cho 6 gói như thế này. Và nếu như bạn nào mà xem video của Sang nhiều thì Sang luôn luôn khuyến cáo với mọi người á, là nên mua những cái sản phẩm size nhỏ như Sang như thế này nè, là để cho mình sử dụng thử, nếu mình cảm thấy hợp á thì các bạn sử dụng luôn, và nếu như không hợp thì các bạn có thể giục nó. Ừ, nó là như vậy á. Và cái hộp này Sang mua 24.000, Sang được 6 gói và Sang sử dụng được 3 gói rồi mọi người. Lúc đầu thì Sang sử dụng một lần một gói luôn, nhưng mà so với máy của Sang á thì Sang sử dụng một gói này Sang sử dụng được tới 3 lần lận mọi người, nên nó cũng khá là tiết kiệm. Và Sang không nhớ rằng cái chai lớn là bao nhiêu tiền á, thì Sang sẽ để trên đây cho mọi người cũng biết. Nếu như bạn nào đã sử dụng cái sản phẩm này không thật sự điều trị được gầu, hoặc là các bạn đã sử dụng vào cái sản phẩm này đã điều trị được gầu á, thì các bạn nhớ để comment cho mọi người cũng biết với nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video lần này. Nếu như bạn nào cảm thấy thích cái video này, nhớ like cũng như subscribe kênh YouTube của Sang nha. Bye bye mọi người và hẹn mọi người ở video lần sau. Và bạn nào muốn kiểu như review của sản phẩm nào đó thì các bạn có thể để dưới phần bình luận nha. Thì tùy vào cái sản phẩm Sang có thể làm sớm hoặc là muộn thôi mọi người. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở video lần sau.